Chuyển sang thông tin thời tiết, Nam Bộ tiếp tục có nắng mạnh, có nơi nắng nóng gay gắt 37 độ C. Trời nóng khô, nguy cơ cháy rừng rất cao. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần cuối của 5 phút hôm nay. Xin kính chào, tạm biệt quý vị khán giả. Nam Bộ trưa nay dự báo trời ít mây, nắng mạnh. Dự báo trưa chiều nay tại Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Lãnh, Tân An, Vĩnh Long, Châu Đốc nắng nóng 35 đến 36 độ C, thậm chí Biên Hòa nắng nóng gay gắt 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến dưới 55%. Thời tiết khô nóng kéo dài, Cục Kiểm lâm cảnh báo hầu khắp các cánh rừng ở Nam Bộ đều đang nằm trong nguy cơ cháy rừng cấp 4 đến cấp 5, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, người dân cần báo ngay Cục Kiểm lâm theo đường dây nóng 0986 668 333 để kịp thời xử lý, khống chế đám cháy.